để tiếp tới chương trình cũng xin gửi đến các anh ở đây với một lời trích đoạn trong vở tuồng Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn. Một lời ân ái đậm thắm duyên tình là ta nguyện ước sẽ bên nhau đến muôn đời, ta sẽ bên nhau trọn đời mãi không xa rời, ta sẽ bên nhau trọn đời không xa rời. Ơn cái tiêu mùi là kẻ ở quê chúng chứ chẳng im niệm mắm lòng có ngôi quên kẻ đang sống kiếp linh đinh lặng lội mấy phương trời lăng đăng nên muốn ân cần trao tặng cho cả chiếc áo kẹo sương gió ngàn phương chẳng thương người cô lỡ sẽ đắm mướt bờ cháy phiêu bạc kẻ giang hồ. Xin lắng ca nhận cho tiếu mùi vui lòng, mai mốt đây mùi sẽ ra đi bóng gì gặp lại, xin lắng ca giữa áo để làm một kỷ vật tương tri. Số phận đã an bài còn biết nói năng chi, kẻ ở quê chung lại nặng lòng sương vô, ai kiếm xuôi chi chỉ một lần tương ngộ mà lại đổi tay cả bao nhiêu năm tháng gần kề. Quá buồn mà hằng ngỡ ngàng trái buồn trên lối xôi, chưa lời thề hẹn đã ly tan. Lòng cô nương ơi tay ôm máu ai nhớm niềm tâm sự của một kẻ ngỡ mình lung lạc bốn phương. Giờ nhẫn thì nghe đau tủi trong lòng, còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không đôi. Kỷ niệm sẽ phải đi màu mong đợi gì, mai mốt đây cô nương sẽ phải theo chồng nuôi sống ngăn kết phương trời, đường về bách mã chặt chung sương gieo ngập ngừng sông nước điều hiu từ công nhân rất nhiều.